À vâng, xin chào anh chị em. À, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái quy trình chúng ta đi công chứng mua bán bằng bất động sản như thế nào để cho an toàn và hợp lý. Vì nếu chúng ta không biết cách công chứng mà mua bán thì rất là dễ gặp rủi ro. Rất dễ gặp rủi ro, có thể rủi ro cho người mua hoặc rủi ro cho người bán. Vậy thì một cái quy trình giao dịch như thế nào để cho an toàn cho cả hai bên mà hai bên đều thấy thoải mái, đều thấy hợp lý và hài lòng. Thì tôi sẽ chia sẻ những cái cách mà tôi đang giao dịch trên thị trường, cách mà tôi đi đứng ra tôi giao dịch. Ví dụ tôi mua hoặc tôi bán hoặc là tôi là người môi giới chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Thì tôi sẽ chia sẻ cách chúng ta đi mua bán công chứng, cách chúng ta giao tiền, cách chúng ta bàn giao nhà, cách chúng ta ký hợp đồng, làm việc gì trước, việc gì sau, thì tôi sẽ chia sẻ trong video này. Và nếu các bạn thấy rằng video này có ý nghĩa hoặc giúp ích cho bạn thì nhớ ấn like hoặc đăng ký để khi mà tôi ra những cái chủ đề tiếp theo thì bạn sẽ là người nhận được cái thông tin video đầu tiên. Thế thì đi công chứng, tôi chỉ nói đến cái việc là đi công chứng thôi, đi làm hợp đồng mua bán, đi sang tên, đi mua bán với nhau. Còn cái phần đặt cọc thì tôi bỏ qua, vì trong nếu các bạn muốn hỏi, muốn xem thêm về đặt cọc thì tôi có một cái video hướng dẫn về cách mà đặt cọc mua nhà đất như thế nào, thì tôi có cái video chuyên biệt về cái việc đặt cọc rồi nhá. Thì hôm nay tôi chỉ chia sẻ về video là cách đi công chứng, đi mua bán một cái ngôi nhà, một cái mảnh đất là như thế nào nhá. Rồi, thế thì để mà đi công chứng mua bán thì chúng ta phải, đầu tiên là chúng ta phải chọn một cái hợp đồng, một cái văn phòng công chứng trước nha. Các bạn phải quen, không cần quen mà các bạn phải biết trước, mà gọi điện cho cái gọi là công chứng viên ấy, nhân viên ở phòng công chứng ấy. Bạn điện cho họ là ví dụ ngày giờ nào các bạn sẽ đi mua hoặc đi giao dịch nha. Rồi các bạn gửi thông tin cho họ trước là ví dụ chứng minh thư này, sổ hộ khẩu này, rồi thì đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này, ba cái giấy tờ cá nhân nhá, chứng minh thư, hộ khẩu, đăng ký kết hôn hoặc là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đó, rồi ảnh sổ đỏ nữa đấy, thì cả bên mua bên bán và ảnh sổ đỏ, để thông tin gửi cho họ trước đi, để họ gì, họ chuẩn bị cái việc soạn hợp đồng cho mình, rồi giá bạn dự kiến là ghi ở trong hợp đồng là bao nhiêu cũng phải báo cho họ, rồi thì thuế bên mua hay bên bán đi nộp, thường là chúng ta sẽ để là bên mua đi nộp thì cho nó nhanh gọn, thì để họ soạn sẵn trong hợp đồng. Đấy, thì đến ngày đến giờ, cái đến cái ngày ví dụ tôi hẹn là ngày mùng 1 tháng 9 đi, thì hai bên giao dịch thì đến cái ngày đó, đến cái giờ đó thì tất cả bên mua và bên bán mang đầy đủ giấy tờ bản gốc ra, mang đầy đủ giấy tờ bản gốc nha, chứng minh thư, hộ khẩu, đăng ký kết hôn bản gốc ra, sổ đỏ bản gốc ra, mang tất ra nha. Thì chúng ta đến văn phòng công chứng, thì lúc đó văn phòng công chứng thì họ bắt đầu họ đối chiếu giấy tờ xem là giấy tờ này có đúng hay có thật hay không, rồi người này có đúng là người trong chứng minh thư, người khai hay không đấy, rồi xong thì bắt đầu họ cho hai bên ký hợp đồng mua bán. Ký hợp đồng mua bán thì hợp đồng mua bán họ sẽ lập làm 5 bản nhá. Thì người mua giữ một bản này, người bán giữ một bản này, bên công chứng họ giữ một bản này, hai bản thì chúng ta mang lên phòng tài nguyên môi trường để chúng ta làm thủ tục sang tên từ người bán sang người mua đấy. Chúng ta sẽ làm 5 bản, chúng ta ký 5 bản nhá. Ký thì cái mỗi bộ hợp đồng thì các bạn sẽ ký vào tất cả các trang, ký nháy vào các trang, trang 1 các ký nháy hóa, trang 2 ký nháy hóa, trang 3 ký nháy hóa, trang 4 ký nháy cả, cái trang thường là trang cuối, thì chúng ta sẽ ký ghi rõ họ tên, rồi chúng ta sẽ ghi là tôi đã đọc và đồng ý. Đấy, nếu các bạn phải đọc rồi nhá, đọc hợp đồng đi để còn hiểu đó biết nhá. Tôi đã đọc và đồng ý xong rồi ký tên, sau đó lăn vân tay vào. Đấy, lăn vân tay vào, thế hai bên đều ký tên và lăn vân tay. Đấy, rồi. Thì coi như cái hợp đồng mua bán này thì nó đã đầy đủ thông tin, đầy đủ chữ ký của các bên. Đó. Thế nhưng mà nó chưa có hiệu lực nha, hợp đồng mua bán ký rồi nhưng chưa có hiệu lực nha. Rồi, thì bên công chứng viên họ sẽ trưởng văn phòng công chứng hoặc công chứng viên họ sẽ ký vào đấy, họ ký và họ đóng dấu vào đấy, ký vào đấy, đóng dấu vào đấy. Thì hợp đồng nhá, lúc này nhá, các bạn ý này, hợp đồng lúc này nhá, công chứng viên vẫn giữ nhá, chưa đưa cho ai cả, chưa đưa cho người mua, chưa đưa cho người bán một bản nào cả nhá. Rồi, tiếp theo là bạn làm gì? Bạn nộp tiền nha. Đấy, nộp tiền hoặc là chưa nộp tiền cũng được, cứ từ từ nào. Bây giờ này nếu chúng ta thanh toán tiền mặt, chúng ta mua bán được tiền mặt ấy, thì tại văn phòng công chứng nhá, giao tiền luôn ở đấy đi, giao tiền luôn. Ví dụ tôi là người mua, ông quay phim là ông là người bán chẳng hạn. Đấy, thế bây giờ tôi mua hết 1 tỷ chẳng hạn, 1 tỷ đây tôi đưa cho ông bán, ông nhận đi, ông đếm đi, đủ chưa? Đủ rồi,
đủ rồi thì thôi, thì nếu mà nhận đủ rồi thì công chứng viên họ cũng có nhìn thấy chúng ta giao tiền và hai bên không có mâu thuẫn, có tranh chấp gì, thì ông bán sẽ yêu cầu là phòng công chứng họ sẽ phát hành hợp đồng, họ phát hành hợp đồng, lúc đấy thì chúng ta sẽ phải trả tiền công chứng, trả tiền công chứng nha, trả đóng tiền, họ có biên lai thu bắt hết bao tiền, chi phí hết bao tiền, nộp tiền vào đó. Thì lúc đó công chứng viên sau khi nộp tiền xong thì họ sẽ đưa hợp đồng cho chúng ta, đưa hợp đồng cho người mua, đưa sổ đỏ cho người mua, họ sẽ trả giấy tờ cho các bên, ví dụ giấy tờ của ông bán thì giả cho ông bán, giấy tờ của ông mua giả cho ông mua, và họ sẽ đưa hợp đồng cho ông mua, giả lại một bản cho ông bán. Đấy. Nhưng cái sổ đỏ thì ai cầm? Thì ông mua bây giờ là ông mua cầm, vì bây giờ nhà của ông mua rồi, đất của ông mua rồi, thì ông mua sẽ cầm cả sổ đỏ, cầm cả ba bộ hợp đồng đi. Đấy. Cái thủ tục như vậy là cơ bản là xong. Tuy nhiên này, nếu như mà trường hợp đấy là đất chẳng hạn, cái mảnh đất đấy chẳng hạn, này chúng ta nhận rất đấy rồi, nhận mảnh đất ấy, thì không cần phải làm thủ tục bàn giao gì cả. Đất thì thôi thì biết thế là xong thôi, thì chúng ta nó rất là đơn giản. Và thứ hai, chúng ta giả bằng tiền mặt ấy, thì mọi việc xong ngay lập tức lúc đó. Nhưng mà như thế này là con vụ này, nếu như mà chúng ta chuyển khoản thì sao đấy. Chuyển khoản thì bây giờ như này, có hai phương án. Nếu chúng ta chuyển khoản thì có hai phương án, thì chúng ta phải ra ngân hàng, đúng không? Đấy, phải ra ngân hàng. Thì bây giờ chúng ta hợp đồng mua bán ấy, chúng ta vẫn để ở phòng công chứng, vẫn để đó, phòng công chứng họ có thể ký hoặc đóng dấu gì đấy, nhưng mà họ vẫn để ở đấy, họ vẫn để đấy, họ chưa đưa cho ai cả. Thế bây giờ hai ông đi ra ngân hàng đi chuyển tiền đi nha. Chuyển tiền đi. Khi nào chuyển tiền xong rồi nhá, mời hai ông về đây. Ông mua ông bán, mời hai ông về đây lấy hợp đồng nhá. Chuyển tiền. Thì đấy là một cách chúng ta ra ngân hàng, hai ông nhận tiền, nhận đủ tiền đi. Thì về xong thì bảo đây, anh ơi, thì em giao tiền, nhận tiền xong rồi, bảo ông công chứng ấy, và đồng chí ấy, bên tôi giao dịch tiền nhong nhận đủ rồi, thế đồng chí phát hành hợp đồng đi, giả hợp đồng đi. Đấy, thì bên công chứng họ bảo thế anh nộp tiền vào đây, xong rồi phí công chứng ấy nhá, thì họ sẽ giả hợp đồng cho chúng ta, thế là giao dịch xong nhá. Thế nếu mà giao dịch qua ngân hàng sẽ là như vậy đó. Thế còn trường hợp mà còn phải trường hợp nữa là như thế này này, phải bàn giao nhà. Một là gì, nếu như mà ông bán, ông giao nhà cho tôi luôn được, bàn giao cho tôi luôn được ấy, thì chúng tôi có thể giả hết tiền nhá. Rồi giả hết tiền cho người bán, rồi tôi cầm hợp đồng về, và tôi hai người cùng đi về nhà, hoặc là tại đấy ông bàn giao chìa khóa xong rồi đi về nhà, ở đây cái điện này ở đâu, nước ở đâu, thì lúc đấy thì về thì nhận bàn giao luôn. Ví dụ trong một ngày đó chúng ta ký công chứng, chúng ta về cái nhà, chúng ta nhận bàn giao nhà luôn. Đấy, giao tiền xong xuôi rồi, nhận hợp đồng rồi thì về nhận bàn giao nhà. Đấy, thì cũng là rất là đơn giản, cũng là xong rồi nhá. Nhưng có một trường hợp nữa, anh em hình dung này, trường hợp như này này, là cái ông bán ấy ông đang vẫn ở cái nhà đấy, ông chưa đi được, bảo anh ơi em phải một tháng nữa em tìm nhà hoặc em thuê nhà thì lúc đấy em mới đi được, chứ bây giờ em cũng chưa đi được. Đấy, ví dụ như vậy, hoặc là một tuần nữa chẳng hạn em mới ra khỏi nhà được, thì hẹn bác một tuần nữa thì bác quay lại đây thì em bàn giao cái nhà, thì bên kia thì em cũng mua được rồi. Đấy, bác đặt cọc tiền cho em là em cũng mua được rồi, để em nhận tiền của anh, em bán cái nhà này em lấy tiền em sang mua cái kia. Đấy, thì em cho ngày mai em đi công chứng em mua cái kia, thế thì để em thư 1-2 hôm em mới chuyển đồ chuyển đạc đi được. Và ok, thế một tuần sau anh mới nhận nhà, đúng không? Thế thì lúc đấy thì mình không giao hết tiền, anh em nhá, lúc đấy mình không giao hết tiền. Ví dụ căn nhà đấy là 2 tỷ đi nhá. Thì lúc đấy ví dụ mình giữ lại 10%, mình giữ lại 10% nhá. Và thôi, thế thì anh giữ lại 10%, khi nào mà chú giao nhà cho anh thì anh trả nốt tiền. Đấy là quy luật mà. Đấy, cứ giữ lại 10% thì làm một cái giấy ví dụ tôi, ông Hoàng mua nhà của ông Đức. Đấy, ví dụ thế. Thế bây giờ thì ông Đức hẹn là ngày mùng 10 tháng 9 ông Đức sẽ bàn giao nhà cho tôi. Đấy, thì sau cái ngày đó thì tôi sẽ trả nốt cho ông Đức là 200 triệu. Thế thì ký đóng dấu đấy, ký vào đấy, ông Đức, ông hai ông ký vào, có ông làm chứng nữa thì cũng ký vào nốt, ông ví dụ có môi giới ký vào đấy, để mà đến cái ngày đấy thì hai ông bàn giao nhà và trả nốt tiền cho nhau. Đấy là quy trình nhá. Nếu như chưa bàn giao nhà thì chúng ta giữ lại một ít tiền, ví dụ khoảng 1/10 hay là bao nhiêu tiền đó thì tùy các bạn cần đàm phán với nhau. Đó, có thể là 10% hoặc 5% thì tùy nhá, có thể 20% thì cũng tùy nhá, thì để đến cái ngày nhận nhà chúng ta giả tiền, thế thôi, mọi chuyện đơn giản như vậy thôi. Đó là quy trình giao dịch một cái bất động sản
Đấy. Nó cũng đơn giản như vậy thôi. Làm như vậy thì nó sẽ an toàn và hợp lý cho cả hai bên. Còn nếu như anh chị em nào mà đang có cách khác, cá nhân tôi đã cùng gặp những cái vụ như thế này. Có những ông thậm chí là công an luôn, ông ấy bắt phải gì? Phải giả hết tiền. Có trường hợp như này, ông giả hết tiền. Không ký tá gì hết, phải giả hết tiền xong rồi tôi mới ra tôi ký. Có những trường hợp như vậy cơ. Khách hàng họ vẫn chịu, nhưng mà thường thường là họ sẽ không chịu như vậy. Thường lại không chịu như vậy. Và cái cách vừa rồi mà tôi đã thực hiện hàng chục, hàng trăm giao dịch rồi thì đều thực hiện theo cách đó thôi. Nếu anh em mà có cách nào hay hơn thì cũng có thể chia sẻ để chúng ta áp dụng vào thực tế, đảm bảo cái việc giao dịch mua bán vừa nhanh, vừa an toàn, vừa thuận tiện, vừa hài lòng cho tất cả các bên. Và nếu anh em thấy rằng những cái điều tôi chia sẻ mà có ích thực sự và giúp cho anh em cái việc giao dịch tốt hơn thì nhớ ấn đăng ký và cho tôi một nút like, và hãy chia sẻ cho những người đang cần mua bán bất động sản, đang cần chuẩn bị đi giao dịch chẳng hạn. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe những điều tôi chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin chào các bạn. Nếu như các bạn đang muốn làm nghề môi giới, hoặc các bạn đang làm nghề môi giới, bạn chưa có giao dịch hoặc muốn có giao dịch ngay, thì tôi có một cái khóa học gọi tên là khóa học tên là Để Trở Thành Thiên Tài Môi Giới. Sau khi học khóa học xong này xong thì tôi sẽ giúp bạn gì có giao dịch ngay lập tức sau khi học nhá. Nhớ lại, có giao dịch ngay lập tức sau khi học. Hãy đăng ký vào cái phần mô tả ấy, thì tôi để cái đường link bên dưới. Hãy ấn nút đăng ký, ấn vào đường link đó để đăng ký học hoàn toàn miễn phí ngay ngày hôm nay. Hãy ấn nút đăng ký ở đường link bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học Để Trở Thành Thiên Tài Môi Giới.